Thì bây giờ sẽ là tiếng Hán của chị Nga. Nga là Vân Trường nè, Nga là Cát nè, Chim Tử Long nè, Lê Hoàng Hiệp nè, Hoàng Hiệp 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 thì mình ngại, mình sợ mình mời người ta nói mình trời ơi cứ gặp đâu mời như vụ vậy, ý là tự nhiên cái tánh mình nó kỳ lắm, mình ngại ngại sao á, chứ nhiều lúc mình cũng muốn mời cho trời ơi càng đông càng tốt chứ vậy đúng không, 50-60 bàn cũng càng tốt nữa, mình đâu có khe là tốn em tiền tốn bạc gì, mình đâu có khe đâu, quên giống bả cũng lận, cho nên đừng nay, có trách tám nghe tụi em nghe mày quên hả. Em đi với bên nhà anh Thiện xong là hả cái bà Gigi live stream cái chết cha rồi, Diễn Thanh hôm nay mời xong chạy qua quên luôn. Cái thằng các bạn không, nhưng mà dạo này ai thằng cô rất đông, rất đông, rất là mừng yeah. Mừng cho Gigi, chúc mừng Gigi. Hello mọi người, chúc mừng chị Khanh 32 năm ngày cưới. Chúc mừng em 27 năm nha. Lâu quá trời lâu rồi, em 27 là em thấy quá lâu rồi, chị 32 là năm trời quá trời lâu. Nó dài luôn đó các bạn ơi, dài đến là dài cũ luôn đó các bạn. Không biết em tới được 32 năm không? Trời ơi, để nó đi bò ngày nào hay ngày đó đi. Từ 27 lên tới 32 nhanh mà. Xong rồi bây giờ 32 lỡ rồi, thôi đi luôn tới 62 cho rồi đi. Chứ vậy chứ biết sao giờ, chắc cơ suốt đời cũng một chồng thôi chứ đi sao. 102 năm đi. Rồi 102 năm luôn, Ngàn Thiện nói để Thiện đi trước, 102 năm tôi cùng Thiện đi.
không có cơ hội mặc áo cưới lần thứ ba các bạn. Đúng rồi. Ê, kỳ này tôi mặc áo cưới nha. Ừ, kỳ này mặc áo cưới nha. 35 năm đi, 35 năm chị mặc áo cưới đi. Cậu biết có được 35 năm hay là không? 33 đi. Bây giờ người ta không có làm 35, 40, 45 nữa đâu, người ta làm 33, 34. Rồi xong 33 đi chị, 33 đi. 33 đi. Năm sau làm lớn nha các bạn. Như bữa chị Thơ là 27 năm thì mời 27 bàn, chị 33 năm mời 33 bàn. 33 bàn phải không? Ừ đúng rồi. Cứ năm mình quen thêm 10 người là nhét vô bàn. Ta 27 bàn hả? Ừ. Ủa ghê thì cứ. Đâu bữa đó Thơ 25. Không. Mời 27 chốt với nhà hàng là 27. Nhưng mà cuối cùng có vài người không đến được. Còn 25 nhiều thôi. Lắm. Có chị Phương Hồng Quế nói là đi San Diego về về là không có giờ về kịp. Cho nên chị Phương Hồng Quế xin lỗi. Rồi chị Ý Lan với chị Khánh Hà thì nói là bị ho cho nên là không có dám tới chỗ đông người ngồi ho, nghe kỳ lắm, thấy kỳ lắm. Cho nên họ không có dám tới, nhưng mà đang uống thuốc nếu mà khỏe thì tới, thì nói vậy là chắc biết là chị không có tới được rồi. Thì chị Lan, chị cũng nhắn tin dễ thương lắm, chị cũng sorry dữ lắm. Cái chân xin cầu que còn bà đặt bà uống rượu nữa, tôi đâu có cho. Trời, đâu có uống rượu đâu, uống có chút xíu à, uống nước lên men chứ uống rượu. Trời, mới đầu vô còn bà đặt uống sốt nữa chứ. Nó trời, tại sao chị phải uống rượu? Chị nói quên không. Hello, chị không có uống nữa, chị không uống nữa. Cái chân chị vậy mà chị còn uống, lỡ chị xỉn nỉ chị té cái rồi sao? Bà Thơ mới like chim bên Facebook lại. Bây giờ phải vô một chút nha. Chị vô đi, tại vì mọi người sắp sửa đi về. Chị vô đi, chị vô đi nha. Chị vô nha. Rồi à. Bye bye Cẩm Trinh, bye bye mọi người nha. Các bạn. Mày có biết là hôm nay là tao đi đâu không? Đi sáng nay lễ khánh thành tượng đài Đức Mẹ La Vang các bạn, mà tao đi có một mình thôi các bạn. Ủa sao chị không gọi em? Em ở nhà em coi livestream không luôn á. Thôi mày ơi, tao gọi mày lúc nào mày cũng bận cho nên tao đâu có nhớ tới mày. Tao đâu có nhớ đâu, tao cứ nói chết rồi giờ không biết đi với ai. Lúc mà bé Ly á, nó con rảnh không con, bé Ly nó giờ con đi làm. Thiện sao ta? Tao nhớ tới mày nhưng mà tao không có gọi tại vì tao nghĩ chắc mày bận. Hôm nay là em ở nhà em coi livestream lễ khánh thành luôn. Làm á chủ. Tại vì hôm nay là ngày off của em, hôm nay là ngày không có một tiếng một gì, tới chiều thì mới qua nhà em Thiện. Rồi đi có mình à, trời, cái tay xách cái giỏ nặng. Rồi cái tay này cầm cái cây quay phim mà hát cầm cao nè. Các bạn coi clip các bạn sẽ thương tám. Các bạn coi clip đi nha. Của tụng bụi mà lễ lớn kinh khủng, mấy ngàn người luôn á các bạn, lễ lớn lắm các bạn. Kim Tử Long đứng đây, đứng đây chút xíu thôi. Đây là Kim Tử Long ngày hôm qua đi sinh nhật Đan Nguyên, ổng live stream tôi quá trời luôn ở trên YouTube của ổng á. Kim Tử Long hôm sinh. Ủa sao bữa nay không thấy quay gì vậy? Thôi, quay cái gì nữa, quay. Quay hôm qua đã hả? Qua lại chim mấy lần? Ủa, sỉnh thiệt rồi trời ơi. Sỉnh em đâu có biết uống đâu. Ủa, ai chị không? Tụi nó ép em á. Trời ơi, sao ép dễ vậy? Bởi vậy em đâu có biết nhậu đâu. Kỳ cục vậy, giờ sao không nhậu mà má bay quá trời. Trời ơi, nở thật á. Dạ. Trời ơi trời, ổng không biết nhậu mà ổng nhậu kìa. Để vô kiếm bà chị Di coi. Đang tính tiền. Ok, thank you, cảm ơn chị Di rất là nhiều. Mấy cái bị hư sao? Thưa quý vị, bây giờ sân khấu của iTangle sẽ là tiếng hát được quý vị yêu cầu dùng cho đêm nay. Chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ bài hát Chân Tình phải không ạ? Một chút bài hát bây giờ có tiếng nói gì nữa ok, quan trọng là anh em mình vui rồi thôi đúng không? Nam ca sĩ em đánh dấu bài em hát nói đó, với những người fan của em ok, anh em của tôi gặp nhau ok, nhau là vui Nam ca sĩ Vân Trừ đúng rồi, vui là chết. Bữa có một ngày anh em chúng tôi sẽ có một cái show đây quý vị để tặng những quý vị nha, chương trình của chúng ta sau bao nhiêu năm vẫn đẹp ra như ngày nào. Nói đi. Có. Chứ bây giờ là chỉ ăn nhậu thôi, vui vẻ thôi. Nhậu vui vẻ. Sao sao á? Nói gì? Hát bài khác được không? Nói gì? Em nói vô đi cho thằng nghe đó. Có. Ok.
Okay. Như là hôm nay là mình đừng có xin nhiều. Đi nữa thế nào luôn mà có thời gian quay được. Hôm nay em gái ở San Jose về. À, dẫn trường quay dẫn trường nha. Hát bài nhạc phẩm kinh tình để tạo nên đo. Hát bài nhạc phẩm kinh tình để tạo nên đo. Những anh chị có tiệc bớt đây hôm nay nhạc phẩm chân tình và sáng tác của Trần Lê Quỳnh. Yeah. Đánh thích ngồi lên, la thích. Trời ơi, thích ngồi hả? Chân tình đi. Thôi, hát lên xì lô trước đi rồi thích ngồi sau. Trời ơi, xì lô trước đi, thích ngồi sau. Yes ma'am. Đúng rồi, chân tình đó. Xì lô trước đi cho nó thấm thấm, xì lô thích ngồi. Xuân thu đến, ta về trên bàn tay. Và em về đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng bên em như những giấc mơ, những giấc ngày chờ em, mong ngày mắt em đang nhìn về anh. Và anh lặng nhớ những giờ kỷ niệm tiếng miệng về sau đêm bão giông hoàn toàn lãng quên đêm quy luật đó anh chờ đợi anh nhưng chưa từng có những thay đổi xa dấu thương mà trên đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như em được sống thường yên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không thể chẳng tin hết cho em. Nghe thấy nào? Như chưa từng có những phút chia xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tài cuối là ới, ăn xích chân ới. Rồi, cảm ơn nhà mình nha. Thì chúng ta sẽ quay lại chương trình ca nhạc tối đêm nay thưa tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã ở lại với Ai Thành Công đến giờ này. Mình còn rất sớm, có 8 giờ tối rồi. Và tiếng hát sẽ tiếp nối cho phần 2. Xin phép quý vị cho chúng tôi giới thiệu đến quý vị một em trai, một hot boy của iTango. Chúng tôi sẽ lên đây để tặng cho quý vị một bài. Xin mời Thiện Ngô với Tình Yêu. Đây quý vị. Dạ, mời chị tất cả ở lại mình sẽ nhảy Thiện Ngô tiếp nhé. Đẹp trai hết kìa. Em xin gửi cho tất cả các anh chị có mặt trời iTango tối ngày hôm nay cái khúc Tình Yêu. Mời mọi người bước ra sân nhảy, mình sôi động với techno nhé. Năm thằng cũ giờ chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn. Năm năm đi, sáu đi. Sẽ giới thiệu đến quý vị một tiếng hát rất là hay, rất nồng nàn và rất ấm áp và một rất là đẹp trai thưa quý vị. Một người em, một người ca sĩ mà được quý vị dạy gần đây yêu thương rất là nhiều. Xin mời nam ca sĩ Ngô Minh Huy. Ok mọi người cùng ra sân nhảy với tụi em giờ bắt chưa rồi nha. Mình xin tới một bình thường Casting Delay. We'll be right back.
cẩn thận nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chụp hình hả? Ok, chụp hình. Thôi bây giờ tới giờ mình đi về trễ quá rồi. 2 giờ đêm rồi các bạn. Bây giờ Tám phải đi về một mình đây. Các bạn nghe, chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại vào clip sau. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nha. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.